Chào tất cả các em. Đây là thời gian các em đang phải gấp rút chuẩn bị những kiến thức quan trọng để bước vào kỳ thi học kỳ 1 và cố gắng giành những bông hoa điểm tốt để dâng tặng các thầy cô giáo của mình trong tháng hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Hiểu được lo lắng trước kỳ thi cũng như để bày tỏ sự tri ân của mình với các em, Tuyển sinh 247.com đã quyết định tổ chức một đợt khuyến mãi lớn mang tên Ưu đãi mùa tri ân. Giảm giá 50% giá trị khóa học áp dụng cho tất cả các lớp chỉ diễn ra trong 2 ngày là 20 tháng 11 và 21 tháng 11 năm 2019. Chương trình được áp dụng cho tất cả các hình thức nạp tiền, kể cả là thu tiền tại nhà. Với chương trình giảm giá lần này, Tuyển sinh 247.com mong muốn truyền thêm tri thức cũng như sức mạnh để giúp các em vững tin hơn, gặt hái thật nhiều thành công trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Đồng thời, Tuyển sinh 247.com cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những thầy cô giáo. Chúc các thầy cô có một ngày 20 tháng 11 tràn đầy ý nghĩa. Chương trình khuyến mãi là cơ hội để các em nhận được những khóa học bổ ích với giá ưu đãi cực lớn, giúp các em đạt được những thành tích tốt nhất. Tại sao các em nên chớp ngay cơ hội này? Thứ nhất, đây là thời gian thích hợp để các em ôn thi học kỳ 1. Khi có lợi thế về thời gian, các em sẽ giữ được tốc độ cũng như sự tự tin và tinh thần thoải mái để chào đón kỳ thi sắp tới. Thứ hai, tham gia chương trình, các em sẽ được học trước kiến thức, ôn thi sớm, được nghe các thầy cô chia sẻ kinh nghiệm làm bài. Đặc biệt, các em có thể trao đổi và được phản hồi những thắc mắc về bài tập, bài giảng với các mốt, có thành tích giỏi và giáo viên hỗ trợ vô cùng nhanh chóng. Thứ ba, Tuyển sinh 247.com có đầy đủ các khóa luyện đề thi học kỳ 1 của các trường ở các tỉnh thành trên cả nước, giúp các em ôn tập đúng trọng tâm, định hướng trước được dạng đề học kỳ. Thứ tư, điều quan trọng không kém là các em sẽ được sở hữu những khóa học vô cùng bổ ích mà mức giá mỗi khóa học chỉ có một nửa so với giá gốc. Mức ưu đãi vô cùng hấp dẫn phải không nào các em? Ngoài ra, hệ thống bài tập vận dụng rất mới, đa dạng và kho đề thi bám sát vào từng dạng bài sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức, thành thạo kỹ năng và tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này. Các em lưu ý là chương trình giảm giá 50% các khóa học sẽ chỉ diễn ra trong 2 ngày là 20 tháng 11 và 21 tháng 11. Hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội để có sự chuẩn bị hoàn hảo cho năm học này nhé! Làm thế nào để học trên tuyển sinh 247.com? Bước 1 là các em hãy đăng ký thành viên trên trang tuyển sinh 247.com. Bước 2 là học thử miễn phí. Bước 3 là nạp tiền vào tài khoản và đặt mục khóa học. Các em có 3 cách để nạp tiền vào tài khoản. Cách thứ nhất là nạp tiền tại quầy ngân hàng, cây ATM, điểm giao dịch bằng cách chuyển khoản vào một trong các tài khoản ngân hàng dưới đây. Đó là Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank, Techcombank, ACB hoặc là MB. Cách thứ hai là sử dụng dịch vụ thu tiền tại nhà. Đối với hình thức này, miễn là các em đặt đơn hàng trong thời gian khuyến mãi là 20 tháng 11 và 21 tháng 11 năm 2019 là sẽ được mua khóa học với giá khuyến mãi. Cách thứ ba là thanh toán tiền qua ví điện tử Momo hoặc Napat. Đặc biệt khi chuyển tiền qua ngân hàng và qua ví điện tử ở cách 1 và cách 3, các em sẽ được tặng thêm 10% giá trị tiền nạp. Khóa học đã rẻ nay lại còn rẻ hơn đúng không nào các em? Chị xin nhắc lại là với các em một lần nữa, chương trình khuyến mãi lần này chỉ diễn ra đúng vào ngày 20 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2019. Chính vì vậy, các em hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội này để sở hữu những khóa học cực chất, cực rẻ trên tuyển sinh 247.com nhé! Đến với tuyển sinh 247.com, các em không chỉ được học những bài giảng tuyệt vời, sâu sắc cùng với giáo viên giỏi, sâu kinh nghiệm trên cả nước, mà còn được luyện những bài tập hay, những đề thi tốt, lại được giải đáp mọi thắc mắc nhanh chóng và chi tiết nhất. Chúc các em luôn tự tin và đạt được mơ ước của mình trong sự nghiệp học tập và luôn đồng hành cùng tuyển sinh 247.com. Hẹn gặp lại tất cả các em trên tuyển sinh 247.com. Nếu cần hỗ trợ thêm, các em có thể liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 6947 hoặc số máy bàn 024 7300 7989. Thời gian hỗ trợ từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày để được giải đáp một cách nhanh nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.